Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sáng 22 tháng 7, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, quán triệt các nội dung của nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 21 được triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Nghị quyết đề ra những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên tăng cường công tác quản lý đảng viên kịp thời ra soát sàng lọc đưa ra khỏi đảng những đảng viên không đủ tư cách đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên